tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhận nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi Tân Dậu trong chuyên mục tử vi 12 con giáp kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình vâng quý anh chị thân mến ai trong chúng ta cũng hy vọng sẽ gặp được nhiều điều may mắn không cần phải thăng hoa rực rỡ nhưng cũng cần phải có một chút vận may để có niềm tin và vươn lên trong cuộc sống và tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 được các nhà chim tinh học nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các tròm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây, vận trình sẽ được các tinh trợ mệnh, thần tài chiếu cố, gặp nhiều may mắn, nhận lộc trời ban, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền đến mỗi tay. Vậy cụ thể vận trình ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi Tân Dậu cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Người tuổi Tân Dậu khá mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và rất kiên định. Tân Dậu rất tự lập và hiếm khi dựa dẫm vào người khác. Họ cảm nhận rất rõ về cái tôi và có thể khiến những người xung quanh phải câm lặng. Đôi khi Tân Dậu cần học cách ngừng nói về bản thân và lắng nghe những người khác. Tân Dậu là người đam mê công việc, họ rất có tổ chức, khá khắt khe và để ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ sẵn sàng làm việc hết mình để đạt được tiền tài và danh vọng. Tân Dậu thích dùng bản năng và phán đoán của chính mình để đưa ra quyết định. Họ không dễ đồng thuận với quan điểm hoặc sự chỉ trích của người khác. Tân dậu có tài hùng biện và có thể dùng lời lẽ để lấn át miệng lỗi đối thủ. Họ rất trung thực và thường không quan tâm nhiều tới cách lựa chọn câu chữ. Đặc điểm này càng nổi trội ở tân dậu, khiến lời ăn tiếng nói của họ đôi khi có thể rất khó nghe. Tân dậu rất nghiêm khắc khi xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng, khó gần và bản tính đôi chút hung hăng của họ thường gây trở ngại cho tình bạn hay tình yêu. Nguồn năng lượng vô tận đôi khi khiến tân dậu chú ý quá nhiều tới các chi tiết. Họ nên học cách tập trung vào kết quả cuối cùng thay vì quá chú ý đến tiểu tiết. Tuổi tân dậu là mẫu người đa tài họ giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền, chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn, cân nhắc giữa hai mặt. Tân dậu có vận may về tài chính, họ thường không để tất cả trứng vào một giỏ nên cũng không phải rơi vào cảnh trắng tay. Những người tuổi Tân Dậu nên theo con đường kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng. Với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa sẽ giúp họ có được những thành tựu lớn trong thương trường và con đường sự nghiệp. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi về mặt sự nghiệp. Tháng 3 âm lịch năm 2023, tức là tháng Bính Thìn, năm Quý Mão. Người tuổi Tân Dậu có điểm báo, đầu tháng sự nghiệp gặp nhiều áp lực, lúc này thất sát tinh lâm vào hãng địa, nó đại diện cho ý chí và áp lực mà môi trường xung quanh tác động quá nhiều lên mạng chủ. Công việc bận rộn và có quá nhiều người đang kỳ vọng vào bạn, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, không còn cách nào khác là phải đương đầu để vượt qua nó. Trong khi làm việc, người tuổi tân dậu cũng rất dễ bị ghen ghét, đố kỵ, bị trói buộc, chỉ bảo, thiếu sự linh hoạt, suy nghĩ ương bướng, tự làm theo ý của mình. Mọi người góp ý chỉ khiến bạn nổi điên và tỏ thái độ tức giận. Bạch hổ hung tinh cũng xuất hiện, càng làm cho vận trình sự nghiệp của người tuổi tân dậu gặp nhiều khó khăn. Bạch hổ khi nó xuất hiện, thì người tuổi tân dậu, sinh năm 1981, cần phải tỉnh táo. Khi mọi chuyện đương vượng, thì chớ có tự kiêu, không được nóng nãy, trường gặp mâu thuẫn, tranh luận, thì cần như nhịn đối phương, học cách chia sẻ với mọi người, lấy dĩ hòa vi quý làm đầu trong giải quyết mọi công việc. Người tuổi tân dậu cũng có thể mang theo đồ màu đỏ để phong rủi ro vào khoảng thời gian cuối tháng, thì vận sự nghiệp có nhiều khởi sắc, tài năng của bạn được bộc lộ, trí tuệ được phát huy nên công việc được hanh thông, trôi chảy. Nếu như bản mệnh tuổi tân dậu không chế tính cách tự do của mình, nghiêm túc và có trách nhiệm, thì vận sự nghiệp chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ. Thêm nữa, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 có mối quan hệ với Nguyệt Lệnh, vẫn có quý nhân lục hợp, Thìn Dậu che chở trong công việc. Bạn sở hữu tinh thần dũng cảm, cầu tiến, dám tiến lên của hành thổ, cùng với uy nghiêm tự tin vượt trội từ hành hỏa. Quý nhân lục hợp còn khiến người tuổi Tân Dậu trở nên điềm tĩnh, trầm ổn, tư duy nhanh nhẹn, làm việc gì cũng có trách nhiệm và kế hoạch chi tiết, dễ dàng xoay chuyển, cải biến vận mệnh theo chiều hướng tích cực vận trình sự nghiệp vẫn thuận lợi và dễ thành công. Về mặt tài vận Vận tài lộc của người tuổi tân dậu trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão cho thấy, đầu tháng thì vận tài lộc hoàn toàn dựa vào thất sát tinh. Nó đại diện cho hồn phách và khả năng không chịu khuất phục. Dù áp lực về kinh tế có lớn bao nhiêu, thì người tuổi tân dậu, sinh năm 1981, vẫn có khả năng chịu đựng. Có điều bản mệnh tuổi Tân Dậu trong tháng này có phần quá thận trọng trong việc đầu tư tiền bạc cho nên đôi lúc bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền tốt. Tử vi tuổi Tân Dậu cuối tháng 3 âm lịch, thương quan Lâm Suy, lên mặt tài vận cũng gặp phải những áp lực đáng kể. Người tuổi Tân Dậu lại có phần hào phóng trong việc mua sắm, trưng diện, ham hư vinh, thích hưởng thụ nên cũng sẽ tiêu tốn một khoản tiền kha khá. Chuyện ăn uống, vui chơi, bản tính này của người tuổi Tân Dậu không muốn bị lễ nghĩa bó buộc nên bạn cũng không được đối tác và đồng nghiệp ủng hộ, điều này cũng gây bất lợi cho mặt kiếm tiền của bạn. Trong tháng cũng có các tinh tử vi xuất hiện, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 cần phải tận dụng các cát tinh để thúc đẩy vận trình, vực dậy vận mệnh của mình. Quan điểm của tinh tú này là tinh thần cuột cường, hành sự ổn định, thông minh, trí tuệ, đầy năng lực. Từ giữa tháng trở đi vận trình tài lộc của người tuổi Tân Dậu có nhiều dấu ấn đáng nói. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định nên không thiếu thốn, với năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tất nhiên, có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Về thứ tài, cũng có dấu hiệu khởi sắc, người kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập cũng tăng lên đáng kể, khi bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Túi tiền của bạn cũng vì vậy mà không ngừng đầy lên. Về mặt tình cảm, đối với người độc thân lại có vận đào hoa khoe sắc, bạn có được sự kiên cường và có sức hấp dẫn rất riêng mà thu hút người khác giới. Nhưng chuyện tình cảm có nên duyên hay không còn phụ thuộc vào cả hai người. Ngược lại về phương diện tình cảm của người tuổi Tân Dậu đã có gia đình, lại không được mấy lạc quan, lúc này thất sát lâm hãm địa, đem tới tinh thần gánh vác rất lớn, gây ra nhiều áp lực Người có gia đình trở nên thiếu kiên nhẫn hơn trong các mối quan hệ, mâu thuẫn trong gia đình chưa được giải quyết. Bạn trở nên ngang bướng, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, nên gia đình thường xảy ra mâu thuẫn, chuyện con cái bất hòa cũng thường xuyên xảy ra. Người tuổi Tân Dậu nóng tính và còn hay nói lời tổn thương đến người khác, tình cảm có thập thần lâm cát địa, có điểm báo xuất hiện người thứ ba chân chân vào tình cảm gia đình. Bản mệnh nên nhớ, chú ý các mối quan hệ với người khác giới tránh xuồng xã dẫu thiết quá mức, lại gây nên điều tiếng thị phi gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong chuyện tình duyên, sống hạnh phúc cùng với ý chung nhân duy nhất của mình đến trọn đời, gia đình rất quan trọng. Và dù bạn bận rộn với công việc hay cuộc sống đến đâu đi nữa bạn cũng nên có những chuyến dã ngoại phượt du lịch sinh thái cùng gia đình. Điều này sẽ luôn tạo động lực và mang lại tinh thần năng lượng làm việc cho bạn. Đây là một nét đẹp và thói quen rất tốt mà tuổi tân dậu nên duy trì nhé. Về mặt sức khỏe. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, sức khỏe của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 được duy trì khá tốt trong suốt cả tháng. Tinh thần lạc quan, tích cực, giúp bạn giảm bớt được nhiều điều lo nghĩ, chăn trở, luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc và nhiệm vụ được giao để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Bạn hãy luôn nhớ rèn luyện thể dục, thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn thức uống cân bằng dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra bản mệnh không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng và thức khuya, dậy sớm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng, hệ miễn dịch kém, dễ sinh ra bệnh tật lâu khỏi. Bật mí cách chọn hướng giường ngủ tối tân dậu chuẩn phong thủy. Mỗi ngày chúng ta dùng khoảng 1 phần 3 thời gian ở trong phòng ngủ. Như vậy, không khó để nhận ra phòng ngủ có vai trò rất quan trọng, tác động gián tiếp đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Đặc biệt Việc xác định được hướng giường ngủ chuẩn phong thủy có vai trò gần như quyết định đến phong thủy phòng ngủ. Tuổi Tân Dậu nam mạng kê giường theo các hướng dưới đây: Hướng Đông Nam, sinh khí, là hướng tốt nhất trong bát trạch, thuộc sao Tham Làng. Sinh khí mang lại tài lộc, hạnh phúc, may mắn, thành công tối đa cho gia chủ, đặc biệt rất tốt cho nam giới, phù hợp để làm hướng phòng khách, hướng cửa chính. Hướng Nam, Diên Niên, thuộc sao Vũ Khúc mang lại sự hòa thuận, vợ chồng gắn bó, con cái hiếu thuận, cải thiện các mối quan hệ xung quanh gia chủ. Hướng Đông, Thiên Y, thuộc sao Cửu Môn, mang lại sức khỏe, được quý nhân phù trợ, bệnh nặng hóa nhẹ, bệnh nhẹ hóa không. Hướng Bắc, Phục Vị, thuộc sao Tả Phù, mang lại sự yên bình, thanh thản trong tâm hồn. Là hướng chủ về tĩnh, phục vị phù hợp để làm hướng bàn thờ, bàn thờ. Đồng thời hướng kê giường ngủ tuổi tân dậu nam mạng nên tránh những hướng lần lượt là tây nam tuyệt mệnh đông bắc ngũ quỷ tây bắc lục sát và hướng tây họa hại đây đều là các hướng mang nhiều khí âm ảnh hưởng tới vượng khí của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình hướng giường ngủ tân dậu nữ mạng chuẩn phong thủy gia chủ tân dậu nữ mạng có quẻ mệnh là cấn ngũ hành mệnh thổ thuộc tây tứ mệnh như vậy gia chủ tân dậu nữ có niên mệnh khắc cung mệnh thổ khắc một nên cần cẩn thận chọn hướng đặt giường ngủ phù hợp để đảm bảo vượng khí. Hướng đặt giường ngủ tuổi tân dậu nữ mạng lần lượt là các hướng. Hướng Tây Nam, sinh khí, là hướng tốt nhất trong bát trạch, thuộc sao tham làng. Sinh khí mang lại tài lộc, hạnh phúc, may mắn, thành công tối đa cho gia chủ. Phù hợp để làm hướng phòng khách, hướng cửa chính. Hướng Tây, diên niên, thuộc sao vũ khúc, mang lại sự hòa thuận. Vợ chồng gắn bó, con cái hiếu thuận, cải thiện các mối quan hệ xung quanh gia chủ. Hướng Tây Bắc, Thiên Y, thuộc sao cư môn, mang lại sức khỏe, được quý nhân phù trợ, bệnh nặng hóa nhẹ, bệnh nhẹ hóa không, đặc biệt là hướng rất tốt cho nữ giới. Hướng Đông Bắc, Phục Vị, thuộc sao tả phù, mang lại sự yên bình, thanh thản trong tâm hồn. Là hướng chủ về tĩnh, phục vị phù hợp để làm hướng bàn thờ, bàn thờ. Đồng thời, hướng kê giường ngủ tuổi tân dậu nữ mạng nên tránh những hướng lần lượt là đông nam tuyệt mệnh bắc ngũ quỷ đông lục sát và hướng nam họa hại đây đều là các hướng mang nhiều khí âm ảnh hưởng tới vượng khí của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình vâng quý anh chị thân mến vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 cho người tuổi tân dậu sinh năm 1981 minh đường tử vi rất mong rằng Quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại